Mình làm được. Ok. Oh shit. Không tính. Xin chào các cả anh em đã đến với một cái video Minecraft. Và thử thách lần này sẽ là mình sẽ chơi một trận Minecraft mà không nói tiếng Anh. Sẽ đơn giản thôi. Mặc dù là từ tiếng Việt có rất nhiều từ mượn và mình nói rất nhiều. Chắc là sẽ dễ thôi vì mình là người Việt và mình là thuần Việt. Mình sẽ để cái phụ đề ở dưới để anh em theo dõi được. Nếu mình học tiếng Anh thì video sẽ kết thúc. Oh god. This is the worst thing I've ever seen in my life. Không tính, làm lại. Chưa tính nghe. Bỏ nó chết đi. Nó có cái hang. Ok. Nó đấm gà trước khi đấm ở cây nữa. Đấm cây với hoa. Đấm lầy đi phải ít nguyên liệu để làm việc. Ở đâu cũng được. Ok. Đừng đẩy tao, con lợn này. Đừng đẩy tao lợn. Chết đi, đúng rồi. Thế đấy. Chặt thêm cây nào. Tôi đã không nói nhiều để không bị để tránh mày là được anh nha. Thật sự rất căng thẳng. Nếu anh em chơi game thì hay chửi thề vào tiếng Anh giữa chừng. Thật sự không biết luôn mình chửi thề luôn á. Mình hiểu tiếng Anh mà vô thức ấy. Phải quen mà chưa gì để ức chế cả đây là cái, không vấn đề gì đâu nhỉ. Về giờ đang cần làm cái lò. Nhanh lên nào. Tối. Thôi có một sách gì trên này. Nhìn là hãy chế con. Chất tiếng Anh này tuyệt vời. Vừa là cuốc và xem. Ok. Hôm nay anh để ý không mà xem đào không nhanh lắm. Nó chẳng bổ đào không nhanh lắm. Ok, ta đã có đá. Nâng cấp nhanh thôi. Cứ đào vô đã nhé. Trap door. Okay. Oh.